Chào mọi người, hôm nay là sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019. Em là Kim Phụng. Sáng hôm nay thì em bán vài cây giả hạt con tum và cây giả hạt Gia Lai. Hạt Gia Lai thì hàng hôm qua nó còn lại vài cây, còn con tum thì tối hôm qua về được mấy cây. Mà tối hôm qua thì em bận quá em không có bán. Rồi sáng nay thì em bán vài lô như thế này. Rồi đây là lô số 1, giá là 600.000. Thì lô này nó gồm có 8 cây nha mọi người, 8 con, 8 con luôn. Bình thường là một lô kiến là 500 thì nó sẽ 10 con, 10 con kiến chip bé tí à. Còn cái này thì kiến lớn rồi, hàng kiến mà lớn, dài từ 10 đến 20 cm. Rồi, chúng ta đi vô từng con nhé. Con đầu tiên này, con này cực kỳ là xanh luôn. Đấy. À, dạo này thì không biết sao mọi người lại ưng xanh sạch rất là nhiều. Và mỗi lần về có cái cây nào xanh thì khách đều chốt nhiều hết. Đây, cây này sắc tố là cực kỳ xanh luôn nha. Cây đầu tiên này, nó bắt đầu xuống lá rồi đó. Thắt ngọn xuống lá này, mọi người nhìn cái độ xanh của nó này. Một con. Rồi con số 2 này. Con này cũng xuống lá rồi, dài được 20 sang này. Con số 3 này, may là vẫn còn lá này. Con này hầu như không thấy có cổ lá này. Đó, thật cực kỳ xanh luôn. Số 4 này. Số 5. Đây, con số 5 này, con kiến rất là đẹp. Số 6 này, một con kiến xuống lá thắt ngọn rồi. Đó, cái thân trắng là thân tơ của nó đấy. Con số 6 này. 2, 4, 6, đây là con số 7 này. Và con số 8. Con này cực kỳ nù này, đây là thân hoa của nó này, xuống lá rồi. Xuống lá thì nhìn nó rất là khỏe, nó trơ trụi nhưng mà nó khỏe. Còn có lá thì mình gửi đi, nhiều khi mọi người thấy cây lá nó úng úng héo héo mọi người là tưởng là nó chết, nhưng mà không phải nhá. Do có rất là nhiều khách mới chơi mua, còn những khách chơi lâu thì người ta lại mua hết rồi. Cho nên là em lúc này em cũng phải nói cho cái khách mới chơi chúng ta đã biết được là cái cây nó có lá thì gửi đi nó phải vàng héo. Còn cái cây nào không có lá thì về mọi người chỉ việc treo lên thôi. Thì đây là cây số 1, lô số 1 giá là 600, cho 8 về như vậy. Trong đấy thì đa số là đều có những cái về xanh hết. Lô số 2 cũng như vậy luôn, 600, em cũng có 8 về. Đó là về đầu tiên, đây một về thân xanh đây. Đó, thân rất là xanh luôn. Đó, mọi người nhìn cái độ xanh của nó này, xanh ngọc, xanh ngà. Không thấy có ngấn cổ lá nhưng mà trên thân là chỉ có vài chấm tím thôi. Đó, một cây này. Cây số 2, cây này cực kỳ đẹp, cây này là cây thân tím nè. Đó, thân đỏ tím như thế này nè, cây này rất là khỏe. Rồi, cây số 3, con kiến số 3 nè. Gọi là kiến mà nó được 10 đến 15 sang rồi hết nha. Rồi, số 4 nè, sọc trắng rất là mạnh. Số 5 nè, con này được 10 sang nè. Rồi, số 6 nè, con này xuống lá rồi nhìn cũng rất là xanh. Thân tơ, thân đội già gì cũng xanh ngắt nè. Con số 7 đây, đấy, cũng tiếp tục là một con xanh ngắt luôn. Và đây là con số 8. Đây. Đó, thì hai 8 con này giá cũng là 600. Đây là lô số 2. Rồi, em sang lô số 3. Lô số 3. Mọi người chờ em một tí nha. Ai gọi em? Dạ alo. 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 Dạ, alo. Ừ, rồi, em lô số 3. Lô số 3 thì 500. Rồi em có 6 cây. Đây là lô số 3 nè. Một cây nè. Rất là xanh luôn. Rồi cây số 2 là nó chỉ có một cái mầm. Cây này thực chất là em thêm vô ấy. Chứ còn 5 cây là 500 đó nha. Cây này thì em thêm vô rồi. Có cái gốc rễ này về trồng rồi rất ok. Mặc dù là nó không có thân già, thân cực kỳ là tím luôn. Rồi cây số 3 nè. Đấy, đó là cây số 3. Đó. Rồi cây số 4. Rất là nhiều thân già. Cây số 5. Và cây số 6. Mầm gốc của những cây này thì nó dài từ 20 đến trở lên nha mọi người, 20 cm. Cây số 6 là một cây tím hồng này. Nó sọc trắng rất là rõ nét luôn. Thì đây là lô số 3, giá là 500 cho 6 cây. Thực chất là 5 cây mà thêm một cây là thành 6 cây. Rồi lô số 4 giá là 1,2 triệu. Thì em có 10 về. À, dài từ được 15 đến 40, có những cây là 40 cm. Ví dụ như là cây này thân đồ hoàn toàn là bình thường, thân gốc đồ hoàn toàn bình thường, mắt ngủ hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều duy nhất là xuống lá thôi. Rồi mùa này là mùa khô thì nó phải xuống lá. Đây một cây này, cây này gốc rễ cực to luôn. Rồi cây số 2 nè. Đó, cây số 3 dài được 40 cm. Cây số 4 nè, dài 30. Cây số 5
dài 25 cm, số 6 nè, dài 30 cm, cây này cực kỳ xanh luôn, thân già thân tơi gì cũng xanh hết. Rồi cây số 7 tiếp tục là một cây thân xanh. Đấy, cây số 7 nè, đó, thân già xanh ngắt luôn. Số 8 nè. Này số 8. Số 9 nè, cây này vẫn còn nguyên lá rồi đây, rất là khỏe nha. Đó, và cây số 10. Đó, tính ra là 120 một về. Bình thường sẽ là 200 đấy, thì bán giá sỉ là 120, 150 nha. Đây, đây là số 4 nè, 10 về, giá là 1 triệu 2. Em đã bảo là trong các kênh là em bán lan là rẻ nhất luôn, vì em theo dõi rất là nhiều rồi, các kênh ở Kon Tum hay là ở ngoài Bắc hay là ở đâu cũng như thế, không ai bán cho mọi người giá như thế này hết. Do em lấy được nhiều nguồn, tìm được cái nguồn rẻ thì bán rẻ thôi. Rồi lô số 5 giá là 900 thì em có 7 cây. 1 nè, 2, 3, đó, 4, 5. Mọi người thấy không, thân đồ rất là khỏe. 6, 7. Thì đây là lô số 5, giá là 900 nhé. Thì em có 7 cây như vậy. Đây, 7 cây này lớn rồi, dài từ 30 cm trở lên hết rồi. Đó, thì đây là lô số 5. Rồi, lô số 6 giá là 600, 3 cây. 3 cây này bán lẻ thì sẽ là 750, bởi vì em tính là 250 một về. Cân lên thì nó nặng ký lắm, không thể nào mà bán rẻ hơn. Đây, thì em bán gộp như thế này. Cây này là cái lô ngày hôm qua nó còn đây. Đấy, một cây này, mà những cây cái thân nù to đẹp thế này mà em không biết sao mọi người lại không lấy, hay là tùy phiên chúng ta xem thì em cũng biết. Đó, cây này nó rất là to khỏe như này, thân nù này mà thân vàng, dài được 40 cm, lá chắc lá nhựa rất là dày và cứng cáp. Đó, bắt đầu xuống lá hết rồi. Cây số 2 cũng như vậy luôn, một cây thân nù như thế này. Đó, rất là khỏe luôn, nó là gốc rễ của nó đây, to bự mà khỏe như thế này. Cây này nó chuẩn bị ra hoa rồi, nó mùa nghỉ này. Mọi người lấy cái này về thì nó sẽ ra hoa nhanh hơn với những cái cây mà còn lá kia, bởi vì cái độ xuống lá của nó rồi nè. Và cây số 3, hoặc cây thân hồng tím thế này. Đó, thì ba cây này em bán chung luôn là 600 nha, không thể nào rẻ hơn được nữa. Và em cũng chả có bao ship đơn nào hết, cho nên khách đừng có bảo là lấy cây đó bao ship, rồi em nói rất là nhiều lần rồi nhưng mà vẫn nhiều khách mua bảo là bao ship, bán là giá rất là rẻ rồi. Rồi số 7 giá là 500, ba về. Đây, về đầu tiên này, về số 2 này và về số 3. Đấy, bình thường thì em bán những cái cây này cũng ít nhất là 200 nghìn một cây. Bây giờ em bán gộp như thế này cho hàng nó đi nhanh thì em bán là 7 cây, quên, 3 cây giá là 500. Đây là lô số 7 nha, không có chỗ nào rẻ hơn nữa đâu. Bình thường một cây như thế này mọi người bảo hàng gia ly hay là hàng gì đắt côi, cây này quá là xanh này, người ta phải bán 300-400 ngàn. Đây, kiểu cái cây xanh ngắt như thế này. Đây là số 7 giá là 500. Đó, ba cây này. Số 8 cũng là 500, ba về này. Ba về này thì nó được 20, 20 sang, 30 sang thôi, nhưng mà nó thân lá nó đẹp. Đây là về đầu tiên nè. Đó, thân xanh như thế này nha. Đấy, về số 2 là một cây thân hồng nè. Đó, thân hồng luôn, cực kỳ hồng luôn, hồng đậm luôn. Đó, bỏ qua đây gộp chung luôn. Và số 3 là cây thân vàng. Này, đây là về số 3. Đây là số 8 nha, giá là 500. Số 9 cũng là 500, thì em có 3 về. Về đầu tiên này, đó, thân lá vẫn còn nguyên vẹn này, tương đối là xanh này. Về này rất là khỏe luôn, thân già cực kỳ nhiều. Rồi về số 2 này, đó, về thân vàng, thân nù. Và về số 3 cũng là một về thân vàng, lá nhựa cứng cáp như thế này. Thì đây là lô số 9, giá là 500, bán gộp 3 mấy đơn 500 này. Số 10, 10 không thấy nha. Số 11, 400 là cây xanh sạch. Đây, cây này không có ngấn cổ lá này, vàng nè, thân vàng xanh lắm, xanh ngắt xanh ngơ luôn. Đó, quay kỹ cho mọi người xem cái độ xanh sạch của nó. Đây, đó, thấy không? Đây là cây này giá là 400 nha. Đó, bắt đầu xuống lá này. Cây 11 nè, 400. Mầm gốc này nó dài được 30 cm. Cây 12, 350. Cây thân hồng tuyệt đẹp luôn. Đấy, đây là cây 12. Thân hồng nhá, không phải tâm thân tím á. Lá nó vẫn còn nguyên vẹn. Đó, chắc lá nhựa dày ơ. Đây, trên này có đường viền lá này, gân lá này, viền lá này, viền lá tím 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 này, đây, lá này có viền viền tím này. Thì đây là cây 12, giá là 350 nha. Đó, cây này mầm gốc nó cũng dài được 30 cm, cứng cáp, khỏe mạnh, tươi rói rói luôn.
Rồi, cây 13 250. Cây này lá xếp đều này. Đó, lá nhăn, chất lá rất là bóng, sọc rất là rõ nét. Thì đây là cây 13, giá là 250. Mầm gốc nó dài được 40 sen rồi nha. Cây 14 giá 200. Cây này thân xanh. Cây này em thấy thân xanh em bán riêng. Đấy, cây này thân rất là xanh nha. Đây, thân cực kỳ xanh luôn. Không có sạch đâu nhưng mà sọc trắng thì cũng rất là rõ nét đấy, cái độ xanh của nó này. Thì đây là cây 14, giá là 200. Và cuối cùng cây 15, 250. Cây thân nù lá to, bản lá cực kỳ là to, thân già cực kỳ nhiều. Đấy, đây, bộ rễ này rất là khỏe luôn. Đó, thân sáng màu chưa? Thì đây là cây 15, giá là 250. Rồi, đây là toàn bộ số hàng của sáng ngày hôm nay. Khách mua nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhé. Chúng ta nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại của em á. Qua Zalo thì nhiều khi em hay quên lắm. Có nhiều khách nhắn tin qua Zalo thì em nhắn là ok em chốt rồi. Xong rồi em hay để ý tới điện thoại cho nên tới lúc em ghi đơn thì em lại ghi thiếu và không gửi hàng cho khách. Thì cái đó cũng là sai sót của mình. Cho nên là em mọi người mà thực sự không mua chúng ta nhắn qua tin nhắn cho em một cái tin cũng là được thôi, một tin cũng chỉ có 100 200 đồng chứ mấy. Rồi xin cảm ơn nhé, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ.